Chào mừng các bạn đến với Lumi Kitchen. Hôm nay Lumi làm món thạch rau câu lá dứa flan, dễ như ăn bún. Ai chưa ăn bún bao giờ thì thử làm món thạch này là biết nhá. Nguyên liệu cực kỳ đơn giản và làm cũng nhanh gọn lắm. Trời nắng nóng nên chỉ muốn làm những món mát mát để tủ lạnh ăn dần thôi. Hình như mấy món thạch rau câu tự làm này trong Nam thịnh hành hơn phải không cả nhà? Nguyên liệu có sẵn rồi thì mình làm thôi. Nguyên liệu đầu tiên gồm có 3 quả trứng gà ta, nhưng mình sẽ chỉ lấy lòng đỏ thôi, không sử dụng lòng trắng cho đỡ bị tanh. Mình tách lòng đỏ và lòng trắng ra nhé. Lòng trắng thì mọi người có thể xào qua với dầu ăn, cho chút hạt tiêu vào rồi ăn cùng xì dầu cho đỡ phí nhé. Ăn lòng trắng thì cực kỳ tốt cho cơ bắp đấy. Mấy anh phòng gym là chỉ ăn món lòng trắng này chứ không ăn lòng đỏ đâu. Lòng đỏ tách ra rồi thì mình khuấy cho tan. Thêm 100g sữa đặc. Mình hay sử dụng sữa đặc của ông Thọ. Và thêm vào 500ml sữa tươi không đường loại nguyên kem. Khuấy đều nhẹ nhàng cho tan. Khi các nguyên liệu hòa quyện với nhau thì mình có thể bắc nồi lên bếp và dây qua một lần để loại bỏ lòng trắng trứng còn sót lại. Sau đó mình bật bếp và đun ở lửa vừa và khuấy liên tục cho đỡ bị cháy. Mình dùng thêm 2g bột rau câu con cá dẻo. 2g khó đong nên mọi người dùng thìa cà phê nhỏ lấy một ít cũng được, không cần quá chính xác đâu ạ. Vừa cho vào vừa khuấy để tránh vón cục, mình khuấy liên tục nha. Sau khi hỗn hợp sôi lăn tăn thì mình tắt bếp, hớt bớt bọt để hỗn hợp được mịn. Khi bác hỗn hợp ra thì phải đổ vào khuôn luôn nha. Chờ nguội thì đông lại mình không đổ được đâu. Tôi thấy flan có bọt khí, mọi người đập xuống bàn như này cho bọt khí vỡ là flan lại mịn đẹp ngay. Đấy, mịn lắm rồi. Để nguội một lúc là flan đông lại, chứ cần cho vào tủ lạnh. Trong khi chờ flan đông, mình đi làm rau câu lá dứa. Chuẩn bị 8 lá dứa, ngoài Bắc gọi là lá nếp. Rửa sạch lá, rồi dùng kéo cắt khúc nhỏ hoặc dùng dao thái nhỏ cũng được. Cho 250ml nước lọc vào máy xay. Và xay mịn là được thôi. Mình dùng túi lọc trà để lọc nước cốt. Nếu không có túi lọc trà thì mọi người cũng có thể dùng rây, nhưng hỗn hợp sẽ không được mịn bằng lọc qua túi lọc trà. Sau khi lọc xong thì mình lấy 200ml nước cốt lá dứa để một lúc nữa sẽ làm thạch rau câu lá dứa. Bây giờ bắt tay vào làm thạch rau câu lá dứa đây. Mình sẽ chuẩn bị 90g đường, 7g bột rau câu con cá dẻo, hòa trộn lẫn nhau. Dùng thìa để trộn đều đường và bột thạch rau câu. Bắc 200ml nước lọc lên bếp, sau đó cho 200ml nước cốt lá dứa vào nồi. Đun cho đến khi sôi. Sau đó mình cho hỗn hợp đường và bột rau câu vào, vừa cho vào vừa khuấy. Khuấy liên tục không thì sẽ bị vón cục. Thank you.
Khi hỗn hợp sôi thì mình hớt bọt đi. Đậy vung và có thể để ủ trong vòng 20 phút. Đấy, các công đoạn bây giờ cũng dần dần hoàn thành rồi. Mình đổ ra ca có mỏ để đổ dễ dàng hơn, nhưng mọi người cũng có thể đổ trực tiếp từ nồi cũng được, không vấn đề gì. Đây là ly nhựa đáy bầu hay dùng để đựng trà sữa. Mình có thể dùng khuôn khác, miễn là cái khuôn đấy to hơn cái khuôn đựng flan là được. Làm cho nhà ăn thì mình dùng khuôn nào cũng được, nhưng mà nếu mà để bán ấy thì Lumi khuyên là dùng ly nhựa đáy bầu này, rất là tiện lợi luôn. Khi ship cho khách hàng thì cũng có nắp đậy, rất là vệ sinh an toàn thực phẩm và vẫn rất là thẩm mỹ, đẹp mắt. Đổ rau câu lần đầu tiên thì mọi người nhớ đổ qua cái đáy, sau đó cho bánh flan vào. Mình sẽ chờ cho đến khi mặt của thạch rau câu se se lại rồi mới đổ lần tiếp theo. Trời ơi, nhìn màu vàng và màu xanh lá dứa kết hợp với nhau nhìn trông rất đẹp, tuyệt vời luôn. Chưa ăn đã thấy mát rồi đây này. Sau khi thạch se lại thì mình đổ lần 2, cho vào hết các khuôn rồi để nguội, sau đấy để vào tủ lạnh, ăn miễn chê luôn. Thơm mùi lá dứa, ngọt, béo của bánh flan. Đấy, có dễ hơn ăn bún không hả mọi người ơi? Đây là sau khi rau câu đã nguội, mà rau câu đã đông rồi nhá, chứ chưa để vào trong tủ lạnh đâu. Bây giờ Lumi thử bỏ ra đĩa xem nhá. Nếu mà chưa ăn luôn thì mọi người đóng nắp và để tủ lạnh nhá. Đây là làm video nên là Lumi bày ra đĩa cho đẹp thôi. Đấy, núng nính luôn. Màu quá là đẹp. Mọi người thử làm và trả bài trên group Facebook Lumi Kitchen nhé. Thử cắt xem bên trong như thế nào nhé. Ui, nhìn vàng đẹp chưa? Ôi, rơi rồi. Thôi không sao, ăn luôn, thưởng thức xem. Nghiền luôn cả nhà ơi. Mọi người nhớ subscribe kênh của Lumi Kitchen để cùng làm những món mới nhé.